Nam mô A Di Đà Phật. 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 Thưa đại chúng, hôm nay ngày mùng 6 Tết tháng Giêng năm Tân Sửu 2021. Ngày hôm nay cũng là ngày mà mọi công sở làm việc bắt đầu ngày mới, họ đi làm lại, coi như là việc tết nhất đến hôm nay coi như đã hết. Vậy cho nên nhân tiện ngày hôm nay thì Giác Nhàn xin chia sẻ câu chuyện đầu năm. Thì trước khi nói đến cái câu chuyện đầu năm đó thì cũng có một vài điều để thông tri đến cho đại chúng ở viện chiên tu cũng như ở chùa trên. Về cái việc công phu buổi chiều đó thì nhập hai cái thời là thời đại bi với là thời công phu buổi chiều thành một cái thời gian gắn liền với nhau. Thì nghe chú thuyết nói thời gian tu không có cách khoảng một tiếng, từ 2 giờ đến 4 giờ rồi nghỉ một tiếng, rồi 5 giờ đến 7 giờ đó thì Phật tử thấy khỏe hơn, họ xuống họ có dùng chiều. Còn lúc trước tu đến 7 giờ nó quá cái giờ ăn á. Vậy cho nên thành ra thì cái thời lượng từ 2 rưỡi đến 6 rưỡi thì cũng hơi dài thời gian. Cho nên hôm trước chúng ta có nói thầy Thiện thông báo hôm nay mỗi buổi chiều ở trên tỉnh thất thì từ 2 rưỡi đến 6 giờ thôi. Khi mình tu đến 5 giờ rưỡi xong rồi mình cũng thấy đến 6 giờ là xong. Còn ở dưới này thì lúc trước giờ thì từ 2 giờ đến 6 giờ. Hôm nay mình cũng đổi lại từ 2 giờ rưỡi đến 6 giờ là được. Thì thường có một số các thầy các chú thức dậy rất là sớm. Như chú Quảng khoảng 1 giờ, 1 giờ 15 là chúng tôi thấy chú bật đèn rồi. Cho nên buổi trưa cần phải có một cái giấc ngủ buổi trưa đến 2 giờ xong rồi mình chuẩn bị học. Nó có nướng gì chút xíu 2 giờ 10, 2 giờ 15 chứ đừng có nướng đến 2 giờ rưỡi là kẹt lắm. Thì 2 rưỡi mình tu đến 6 giờ là vừa lắm. Thì bắt đầu hôm nay ở viện chiên tu mình cũng sẽ thay đổi giống như trên tỉnh thất đó. Thì khoảng 2 rưỡi mình tu đến 6 giờ thì đến 5 rưỡi là mình cũng thấy là được rồi. Vì kéo liền một thời gian 4 tiếng thì đôi khi cũng hơi đuối. Đó là cái việc hôm nay nhắc lại đại chúng ở viện chiên tu cũng như trên chùa. Và riêng thứ bảy hàng tuần thì mình sẽ tu từ 2 rưỡi đến 5 giờ thôi. Ra ăn uống đồ tắm rửa gì đó, tranh thủ trong một tiếng đồng hồ. Vào tầm khoảng 6 giờ là sẽ nghe lại những cái đĩa mà Pháp hội mình tổ chức. Trong năm mới thì mình cũng có một vài cái chương trình mới để cho đại chúng có thể cập nhật được, mình tu tập cho nó tốt lên. Những cái đĩa giống như là đĩa 19 tháng 11 là Tết Tây á. Sau khi Giác Nhàn lạy 500 lạy xong thì lên bữa đó không có chuẩn bị gì trước, thì Nhuận Minh soạn soạn lại cái lời chúc Tết
Thế mà hôm nay 26.000 người xem. Kinh khủng, cái lượng đĩa của mình nó đông. Vì đợt này quay máy nó tối tân hiện đại 4K, nó rõ, sắc nét đẹp, âm thanh tốt. Nhất là chú Duyên thì chú cũng không có học qua trường lớp nào mà chú dựng những cái phim là chúng tôi ưng ý vô cùng. Chứ nói sơ sơ chứ không cần duyệt lại. Những cái đĩa tất niên đó, hôm nay 20.000 người rồi. Còn cái đĩa Tết Nguyên Đán mùng 1 đó, thì chúng tôi coi tới coi lui thấy chú dựng cái đầu phim vô là bắt mắt liền. Rất là xuất sắc. Mà đến hôm nay tính cộng cái đường link lúc trước mà chưa dựng để đó thì 7.000 mấy, hôm nay 6.000 mấy nữa, hơn 13.000 người. Cho nên lão Phật gia Thường Tịnh Hạ Không mở đạo tràng trên không trung và cho mọi người ở tại nhà và ở nơi nào cũng có thể nghe pháp và tu tập, thì cái sức ảnh hưởng này mới mạnh. Và đến bây giờ thì nó quá phù hợp với cái dịch bệnh trong hiện tại. Cho nên thầy Tánh ở dưới này và trên đó thì có chú Nhật Huệ, chú Bá đó, thì sẽ sắp xếp những cái đĩa mình xem lại. Xem lại cái đĩa mùng 19 tháng 11 vía cũng hay. Và nhất là cái đĩa mùng 1 Tết hôm vừa rồi này thì có những người họ nói họ xem đến 3-4 lần. Đôi khi quý thầy, quý chú thì không biết cái trí tuệ và trí nhớ đến đâu. Chỉ có tham dự trong cái ngày mùng 1 xong thì thôi. Mùng 3 mở trên tỉnh thất thì hai chánh điện Phật tử nghẹt cứng luôn. Mà mấy thầy chỉ có mình thầy quản xã, thầy đồng trì với lại thầy Tịnh với vài chú, ít người. Mấy thầy bỏ đi đâu hết, chắc là có thể là họ hiểu rồi, họ không cần nghe nữa. Cho nên thứ bảy này mở lại cái đĩa mùng 1 Tết cho đại chúng cho nó xem. Bởi vì có một số người họ chưa thấy cái giá trị của Giác Nhàn và chú Nhuận Tấn bỏ toàn tâm. Ông thức ngày đêm mà ông không có sức khỏe. Chú này ông sức khỏe cũng yếu. Ông để toàn tâm ngày đêm và ông dựng ra cái đĩa này. Chúng tôi quan hỷ vô cùng. Vậy cho nên một buổi giảng của chúng tôi như vậy thì gần như nó trả cái giá rất đắt. Cũng như ngày hôm nay vừa ăn xong thì cái bụng nó đâu có giống như đói đâu. Nguyên tắc giảng sư giảng là phải bụng đói hoặc là ăn 30%. Hôm nay thì ăn 50% thì nó cũng vừa, nhưng mà lâu ngày sẽ sanh bệnh. Tuy nhiên chúng tôi kêu thôi, vì đại chúng mình ráng, nhưng mà ráng hoài thì không được. Lâu lâu một lần thì được. Cũng như ngày mùng 1 Tết thì chúng tôi phải để toàn tâm và đầu tư trong cái buổi giảng này cực kỳ là công phu. Cực kỳ công phu. Ai trong cái tình trạng này thì mới hiểu được. Còn riêng cái người nghe thì họ chỉ nghe hời hợt và họ biết rồi. Nhưng mà họ làm không được. Vì sao họ làm không được? Ngay nơi cái chân thành cung kính vâng lời làm theo, họ làm không được. Đúng ra thì cái quy chế của thiền môn thì giờ nào ra việc đó. Ví dụ như cái giờ buổi tối thứ bảy, tối mùng 3 giờ rồi đi, hoặc giờ thứ bảy sắp tới đó, là cái quy định của đại chúng là nghe pháp, bỏ đi nghe điện thoại, kêu gọi về cho gia đình. Bữa qua gặp thầy Không đang nghe, nếu chừng thầy bỏ thì đi qua bên kia nghe điện thoại. Thì chúng tôi thì cũng không có la rầy gì nhiều, nhưng mà đều cảm giác thấy buồn. Buồn bởi vì cái đầu tư của mình vào trong một cái đĩa này, nhưng mà họ thì thờ ơ. Vì vậy cho nên thành ra thì cái điều mà chúng tôi đem đến cho quý vị, sàng lọc, trắc lọc và áp dụng cho tự thân kỹ lắm mới đem đến cho quý vị. Và quý vị có thể áp dụng tu được chứ không phải là không được đâu. Điều mình không thèm tu, không chịu tu và mình bỏ mặc đó thì chịu thua. Khi nhớ là khi mà mình có một cái lỗi, giống như cái cây nó có một cái thẹo, để cái quá trình nó lành nó phải mất thời gian đó.
Cái thèo đó là gì? Tổn phước tổn thọ, làm cho bề trên người lớn không được vui do mình phá lệ của thiền môn đó. Nó có cái thèo trong đó. Nhưng mà kẻ nhất xiển đề thì sau khi qua rồi thì họ không có hổ thẹn, họ không sợ tội lỗi, họ không mặc cảm hổ thẹn chút nào hết, thì người này không thể tấn tu đạo nghiệp được. Cho nên lúc trước mà khi mà chúng tôi có cái lỗi gì phải đắp y đến vị thầy, tuy rằng thầy đồng ý rồi mà 5 lần 7 lượt để sám hối, chứ không phải mặc áo tràng đến đó rồi như vậy là nó qua đâu. Vậy cho nên thành ra cái việc hôm nay đầu năm chúng tôi không phải bắt lỗi trách lỗi, nhưng mà thấy người đó có lỗi mà không có chỉ cho họ sửa sai thì mình thiếu cái bổn phận với họ. Mà chỉ với cái tấm lòng chân thành quý mến để cho họ sửa sai chứ không có ghét dơ, thì cái phước của cái người mà chỉ sai này rất lớn. Còn người mà nhìn lỗi sai á, nó khác. Nhìn lỗi sai là mình bực bội, mình thù ghét người đó, mình cứ chăm chích cái lỗi sai của người đó để cho mình hả cái lòng giận hoặc là báo thù. Thì nhìn lỗi sai như vậy thì Ấn Tổ nó không nên. Thì người này phải quay về lại chính nội tâm của mình, chăm sóc việc nhà mình. Còn người có bổn phận là trụ trì, là lãnh chúng, là tri sự, là phải chỉ ra được lỗi sai của đại chúng, của những người mà họ không chấp hành để họ tiến thân, thì cái phước của cái người chỉ cái lỗi sai này rất lớn. Cái đó là bổn phận của họ rồi, chứ không phải chăm chích chê bai nữa. Nó khác lắm nha. Anh nghe cho kỹ. Như vậy cho nên cái việc mà hôm nay chúng tôi muốn thông tri đến đại chúng một lần nữa, đó là buổi chiều thứ bảy chúng ta tu đến 5 giờ trong 1 tiếng đồng hồ, gọn gàng nhanh nhẹn, tắm và ăn xong để mình lên mình ngồi mình nghe. Tuy rằng mình ngủ hoặc giả mình thấy dở quá đi, ông nào cũng nói chả đáng nghe, chả đáng để nghe, thì mình cũng ngồi đó làm biểu pháp cho đại chúng. Chỗ này quan trọng, làm biểu pháp cho đại chúng. Và cái đó là mình chấp hành cái quy chế của thiền môn, của bổn tự. Thì chúng ta không biết quý vị học đến đâu đầu năm mới. Cái câu chuyện đầu năm này, trước nhất chúng tôi giới thiệu đến một cái cô Phật tử bên Atlanta, tiểu bang Georgia đó. Thì chúng tôi qua đó tổ chức 3 lần pháp hội. Thì khi mà lần thứ 3 vào năm 2013 đó, thì cô mới cầm 2 cái cuốn tập. Nói cuốn tập thì cổ làm rất là kỹ, mà nặng, chắc khá nặng. Thì cổ mới thưa với ông chồng là cho cổ ở nhà lo cho con cơm nước, không đi làm. Ngoài thời gian lo cho con, bắt đầu cổ mới lấy cái đĩa của chúng tôi ra, cổ nghe và cổ viết vô. Cổ viết vô từng tờ giấy và bọc nhựa. Một cuốn như vậy là viết 1 năm. Và đến cái chỗ nào mà cổ tâm đắc, cổ thấy cổ thích đó, cổ viết chữ màu đỏ. Và những chỗ nào tâm đắc vừa vừa là viết màu xanh, còn bình thường là cô viết màu đen. 3 cây viết và cô ngồi cô tập trung, cô viết, cô nhập tâm. Và cô làm rất kỳ công quý vị, cô làm kỳ công lắm luôn á. Nó nặng mà nó lớn như vậy nè quý vị. Đây là có đầu tiên cái trang đầu của để tượng Tâm Thánh. Sau đó là để cái hình của chúng tôi, để sự ân sư trí trọng. Kinh khủng như vậy. Rồi kế đến rồi bắt đầu cổ mới thêm một cái hình cổ thích. Cổ thấy cái hình là thích, bắt đầu cổ ra tiệm bên Mỹ, bắt đầu cổ in ra. Cổ in ra xong bắt đầu cổ mới làm từng phần những cái hình trong này. Bắt đầu chữ đây, chữ màu đỏ, màu xanh đậm, màu xanh nhạt, màu đen. Mà có nói mới lần đầu con viết chữ xấu lắm, mà cứ càng về sâu con viết chữ rất đẹp. Và một tờ như vậy nè, thì cổ viết cũng thời gian khá lâu. Và cổ ép nhựa nè, nhìn ép nhựa xong rồi nhét vào trong cái bọc như vậy. Mà cổ nói cổ làm kỳ công lắm mà. 2 cuốn như vậy mà 300 mấy chục cái đĩa.
kinh khủng như vậy. Mà mãi đến khi chúng tôi qua bên Cali cũng mang theo, rồi đến về Việt Nam đến hôm nay chúng tôi mới giới thiệu cho quý vị. Vì thấy một số các thầy, một số mọi người thì thấy đĩa chúng tôi không đáng để nghe đó, thì hôm nay chúng tôi nói để khởi tín tâm. Kinh khủng của ngồi của viết toàn là chữ in không, của nói còn không dám viết chữ thường. Pháp bảo là phải viết chữ in, mà tôi viết từng nét ở trong đó, và cô mang đến của cúng dường mà cô cung kính, của nói trong 2 năm để học pháp của thầy. Từng câu chuyện mà đến chúng tôi coi trong cái tờ đó, đến lúc chúng tôi cười cô cũng ghi chữ cười vô nữa. Không có một chữ nào sót, mà khi mà nghe qua một cái thép, là nghe qua một cái băng đó, thì cổ phải viết từng chữ. Thì có nhiều lúc chúng tôi nói như vậy nè, đó quý vị thấy nói như vậy mà cổ ghi được. Lúc trước chúng tôi nói nhanh nữa, thì thường một đoạn cổ chặn lại, cổ phải cố ghi á, cổ đảo tới đảo lui phải 3-4 lần, có khi 5-6 lần mới ghi hết từng từ ở trong đó. Người ta học Phật pháp là người ta học như vậy đó, ta cung kính như vậy đó. Thì cô nói hữu ích, tâm con an lạc, mà con về con cung kính ông chồng con, mà ông làm ăn gia đình yên ổn, và cho con ở nhà bên Mỹ mà cô được ở nhà để cô nuôi con, và con cô lớn cô cũng chăm sóc nó, và cô thích viết Phật pháp như vậy. Một câu đó có khi cô nghe 5-6 lần để cô ghi vô trong đó. Những người này là biểu pháp nên học nương theo. Cổ này cổ là Nguyễn Thị Đào, nhưng mà tiếng bên Mỹ cô ghi là Đào Nguyễn, tên trước họ sau. Đầu năm mới chúng tôi nói một con người cách đây 7-8 năm đã tin tưởng cái pháp môn tịnh độ, và họ có dày công mà họ học tập như vậy. Mà khi đưa là chúng tôi nói còn hơn cổ cúng mấy chục ngàn đô. Bởi vì cái công sức của cổ và cổ làm cái biểu pháp mãi đến hôm nay, sao mà chúng tôi vẫn lưu giữ đến ngày hôm nay. Vì cái sức mà tính tâm của cô ta đã làm cho chúng tôi phải kính phục cổ này. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nhắc nhở đại chúng, để mà mình sống trong chúng thì mình phải chấp hành đúng cái nội quy của đại chúng. Thì cái phước mà mình ở trong chúng mà mình thuận theo để chấp hành đúng nội quy của đại chúng á, thì cái phước này rất lớn, gọi là đức chúng như hải. Vậy cho nên thành ra hôm nay thì đầu năm mới chúng tôi chỉ nhắc sơ như vậy thôi. Thì nếu ai mà tin dùng thì có thọ dụng tốt, một đời này thọ dụng không hết. Bởi vì cái việc mà học Phật pháp á, thì nó có 2 cái ý mà Tổ sư Ấn Quang nói, lắng nghe nè. Thứ nhất là phải chuyên nhất. Khi ngồi học, khi ngồi nghe là chuyên nhất. Không để nó suy nghĩ và thể dắt mình đi nghe điện thoại hoặc làm cái gì vớ vẩn được. Cái này là gọi là chuyên nhất. Nghe pháp cũng chuyên nhất, tụng kinh cũng chuyên nhất, niệm Phật cũng chuyên nhất, trì chú cũng chuyên nhất. Chứ không phải niệm 4 chữ A-di-đà Phật là chuyên nhất đâu. Đã chuyên nhất rồi thì nghe pháp cũng chuyên nhất, ngồi tụng kinh cũng chuyên nhất, làm cái việc gì cũng chuyên nhất hết thì có thành công. Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện, dùng tâm chế ngự nó ở một chỗ thì không việc gì không thành. Lắng nghe cho kỹ nha. Có nhiều người người ta giảng nghĩa cái chuyện chuyên nhất là chỉ có A Di Đà Phật thôi, còn thêm niệm Quan Âm, niệm trì chú đại bi nữa không chuyên nhất. Không phải, sai rồi. Cái tâm đã chuyên nhất thì tụng kinh cũng chuyên nhất, niệm Phật cũng chuyên nhất, trì chú cũng chuyên nhất, niệm Quan Âm cũng chuyên nhất, nấu ăn cũng chuyên nhất, ngồi nghe pháp cũng để toàn tâm vô chuyên nhất. Ở đây chỉ có thầy Long, thì thầy là người mà coi như là chúng tôi thường để ý. Khi mà bắt đầu vào nói chuyện bất cứ lúc nào thì thầy cứ ngồi gần như không nhúc nhích, không cử động. Thầy phủ đôi mi, thầy ngồi nhìn gần như là bất động. Bởi vì thầy tập quen lúc trì đại bi là thầy không nhúc nhích suốt cả một cái thời trì đại bi. Thường công phu là thầy luyện cái thân nó không có manh động, không có trào cử nhiều. Thì chỗ này quan trọng để chú lưu tâm. Thứ nhất là chuyên nhất, chỗ này là cái chỗ quan trọng. Niệm Quan Âm mà không chuyên nhất không thành công. Thứ hai là thành và kính. Nếu mà có chuyên nhất rồi mà không có thành kính thì người này cũng không đạt được.
Mà nếu có thành kính mà không chuyên nhất thì cũng không đạt được. Hết sức thành kính nhưng mà không chuyên nhất, nghe chút xíu bỏ chạy đi mất, tụng kinh chút xíu không thích tụng kinh nữa bỏ đi, thì người này không chuyên nhất. Cho nên cái chuyên nhất và chí thành, hai cái này phải hối hợp lại với nhau. Chỗ này rất sâu, rất sâu. Cho nên cái người mà chí thành khi họ tụng kinh là họ thấy Phật là tia gỗ, Phật cốt, Phật xi măng, Phật giấy, Phật nhựa, nhưng mà đó là Phật thiệt đứng trước mặt họ. Chí thành người này đến mức độ như vậy đó, kinh khủng như vậy. Cho nên hai cái cặp từ chuyên nhất và chí thành phải để trong lòng. Làm bất cứ việc gì cũng vậy. Bán đồ nhi phế nửa chừng thối lui thì thua. Học bác sĩ nửa chừng gì? Nghỉ đi học chuyện khác. Người này không chuyên nhất rồi. Đi tu nửa chừng thì thôi, không thích tu nữa, về. Làm nghề này nửa chừng thì nhảy qua nghề khác. Người này không thể nào thành công được hết. Cái này gọi là chuyên nhất này là nó cực kỳ quan trọng cho cái tâm có sức định. Cái người mà có sức định rồi thì họ chuyên nhất. Người mà không có sức định á, cái tâm họ lao nhau á, thì không có cái việc gì mà họ làm thành công trong cuộc đời này. Nó nổi ngồi trong mâm cơm và ăn thì con không biết gấp bốn nào. Không chuyên nhất được. Luôn luôn mâu thuẫn nội tại. Đang ngồi đây vậy mà tự nhiên chạy đi chỗ khác. Không kìm lòng được, không chuyên nhất được. Gọi là mâu thuẫn nội tại. Lòng dạ họ rối beng. Thì bắt đầu nó hiện lên gương mặt của họ, nhìn biết. Đó là cái việc mà chúng tôi hôm nay nói chuyện quý vị, mà cái câu chuyện đầu năm chúng tôi mới kể cho quý vị là cái câu chuyện này. Vừa rồi mùng 1 Tết, sau khi chúng tôi chúc Tết xong thì có một cái gia đình của cô Phật tử. Cô này tên cô Định, có chồng Đài Loan, cô làm trà ô long ở dưới Chậm Hành Cầu Đất. Dưới này cũng hơi khá lạnh, qua khỏi Đà Lạt, từ dưới đây lên tới Đà Lạt rồi bắt đầu mới đi xuống ở dưới đó thì cũng mười mấy cây số nữa. Cô này cô cũng quen biết từ lâu. Thì cũng cả năm nay cô chưa có lên thăm. Sau rồi cô kêu cô rảnh đúng ngày mùng 1 cô lên cô chúc Tết. Thì chúng tôi ngày mùng 1 giảng xong cũng không có lên chùa để chúc Tết được, bởi vì Phật tử đông quá, lúc đó cũng hơi mệt, cho nên thôi tiếp cô ở dưới này. Cũng lâu quá rồi đó. Thì đặc biệt ông chồng của cô này thì người Đài Loan, biết nói tiếng Việt lơ lớ thôi. Mà cha chồng của cô này á, cha của cái anh chàng này đó, thì lúc trước ở bên Đài Loan á, là có cái chùa Linh Nham Sơn Tự của Hòa Thượng Diệu Liên á. Biết sao cái chùa đến cái lúc mà nó sụp á, thì người ta tu đến cái lúc vừa ăn cơm trưa ra hết rồi, nó sụp cả cái chùa xuống mà không chết ai. Ra hết trơn rồi bắt đầu nó mới sụp. Thì ông mới là người phát bồ đề tâm, bán đất bán ruộng lấy tiền ở nhà cho Hòa Thượng Diệu Liên xây. Mà xây chưa xong còn thiếu, ông vay ngân hàng để ông cúng dường. Bây giờ ông còn sống 90 mấy tuổi. Hôm bữa chú Hãng này có chụp hình đưa chúng tôi coi, chúng tôi cứ nhớ ông. Coi cái phim của Hòa Thượng Diệu Liên, ông phát tâm xây cả một cái chùa giống mảnh như vậy. Thì cổ mới ngồi ăn cơm trưa thì con của cổ là đứa con gái khoảng 20 mấy tuổi, có chồng người Ả Cập. Thì khi mà qua bên đó xong rồi quay trở lại, về không được nữa, bị vướng dịch và không có máy bay để về. Cổ lo miết lo mãi, cuối cùng ở bên đó 8 tháng xong bắt đầu mới bay về được. Mà khi về là phải quá cảnh qua bên Pháp. Thì trong một chuyến bay cổ đi về, hai đứa này đi về thì hai đứa này đều ăn chay 4 năm rồi. Ăn chay trường á. Thì khi mà trong chuyến bay về đó thì cái máy bay không có chở nhiều người, ít thôi. Ngồi thưa ra như vậy đó. Thì sau khi về tới đây đó thì xét nghiệm để cách ly, hai vợ chồng con bé này cũng phải cách ly. Cách ly 15 ngày. Thì trong máy bay đó hầu như là dương tính dịch hết. Bệnh nhiễm Covid hết. Riêng hai vợ chồng nó không nhiễm. Xét nghiệm thử tới thử lui hoài. Trong 15 ngày đó là nó không bị. Cuối cùng 15 ngày xong nó ra. Còn những người kia bây giờ phải lo đi chữa, cách ly hoặc là trả về lại. Riêng nó cùng trên chuyến bay luôn mà không bị. Thì nó cũng rất là ngỡ ngàng. Hôm trước nó nói con may mắn vô cùng khi mẹ con đưa con về thì con về tới đây cách ly 15 ngày mà những người khác hầu như là dương tính hết, riêng hai vợ chồng con âm tính. Thì chúng tôi hỏi con biết lý do gì không? Nó kêu con cũng không biết lý do gì. Kêu con ăn chay trường, nghe má mi của con nói con là ăn chay trường từ lâu nay rồi. Mà đến nỗi là
Ba con nó là cái chú hãng người Hàn Quốc này là bắt buộc nó ăn trứng mà nó cũng không ăn là không ăn. Nó kêu đâu mất sức khỏe đâu, từ khi con ăn chay con mang mẫu máu đi xét nghiệm thì không có một cái bệnh gì hết trơn, và toàn tất cả đều là bình thường hết, thì đâu có mất sức đâu mà phải ăn, mà nó đấu tranh phải nói cả mấy tháng trời là quyết định không ăn trứng, là không ăn trứng. Thì chúng tôi mới ngồi nói chuyện rằng là tổ sư Ấn Quang có dạy người ăn chay lúc dịch bệnh lưu hành diễn biến thì người ăn chay hầu như không bị mắc phải, dầu cho ở trong vùng dịch, dầu cho cô này đang ở cùng trong chuyến máy bay. Thì nó nghe nó kêu ô vậy sao, vì người ăn chay là người mà tạo cho con người một cái chất đề kháng miễn nhiễm, và có cái đề kháng miễn dịch này rất mạnh, cho nên nó không thâm nhập được. Thì chúng tôi nói thêm là ăn chay nó có cái đề kháng miễn nhiễm về cơ thể để chống lại dịch rất mạnh. Con là người đã chứng kiến được chuyện này. Nhưng mà khi mà tinh thần của mình nếu mà trì thêm thần chú Đại Bi, niệm Quan Âm, niệm Phật á, và luôn luôn khởi lòng từ thương người thương vật á, thì đây là một cái đề kháng trong tâm miễn nhiễm cực kỳ mạnh, còn hơn là cái thức ăn nữa. Lúc đó nó ngỡ người ra, ngớ người ra, nó kêu thế à, con chưa biết chuyện này, hôm nay thầy nói con mới bắt đầu tìm tìm hiểu chuyện này. Bởi vì khi mà mình ăn thức ăn vô để cho cơ thể mình nó tịnh hóa đó, thì thức ăn chay rau củ quả là làm cho cơ thể mình tịnh hóa rất tốt. Nó kêu con cảm nhận được chuyện này, vì con ăn mặn vô là cơ thể con nặng nề, con ngủ con nằm mơ mộng, con khó chịu vô cùng. Mà khi con ăn chay suốt một ngày hôm đó con thấy dễ chịu, cho nên con muốn ăn chay thôi. Chúng ta hỏi lý do gì ăn chay, nó nói là như vậy đó. Vấn đề thứ hai nữa là con yêu động vật. Mà cái yêu động vật của con là không phải con thú, còn sống là con yêu con thương, mà con thú chết rồi con cũng thương. Ở bên nước ngoài họ thương con mèo con chó, họ thương ghê lắm, nhưng mà họ thấy thịt là họ đớp họ ăn à. Thì chưa chưa, chưa phải là trọn vẹn có cái lòng thương người thương vật tận cùng của nó, là thấy nó chết là phải đem đi chôn chứ không nỡ để ăn, mới gọi là thương vật. Nó kêu con thương cái loài vật là bởi vì con thấy nó chết con thấy tội quá, và con thương nó con không ăn, và con thấy sức khỏe con tốt. Thì chúng tôi mới nói là hôm nay con về con bắt chước má mi của con á, con trì thần chú Đại Bi 21 biến hoặc 54 biến đi, con niệm Quan Âm hàng ngày đi, thì con thấy cái chất miễn nhiễm và cái đề kháng, cái tâm an vui của con và lòng từ con nó phát triển khác hẳn, và nó sẽ có cái sự thăng hoa nhanh nhanh hơn. Vì con ăn chay chỉ là tịnh hóa cái thân thôi, nó vẫn ảnh hưởng cái tâm nhưng không ảnh hưởng mạnh bằng mình đưa một cái pháp của Phật vô. Vì vậy cho nên người ăn chay, con nghe là ăn chay phải niệm Phật nó mới hợp rơ, còn mình ăn chay mà không niệm Phật thì đời này là thân thể mình ít bệnh hoạn, nhưng vẫn chưa chắc là ít bệnh hoạn, bởi vì đời trước mình sát sanh quá nhiều, và lúc trước khi mình ăn chay mình cũng là ăn thịt chúng sanh, cho nên cái độc tố nó ở trong người đôi khi nó còn phát tác ra, giống như mẹ con. Mà mẹ cô này, cô bé này là mẹ của cổ là cũng kỳ tích. Ăn chay 2-3 năm sau là toàn bộ cơ thể bắt đầu nó nổi những cái mục ngứa ghẻ cùng người hết trơn, mà cổ ngứa đến đến mức độ mà cổ lấy cái máy sấy tóc á, cổ hơ vô cái chỗ ngứa đó nó tím da hết trơn vậy mà không hết ngứa. Mà trong mấy ngày đầu là cổ nói khủ không được, toàn thân là lở hết mục ghẻ trong người mà nó ngứa nước nó chảy ra. Thì ông chồng ông kêu thôi ăn mặn lại đi, ăn chay này nó bị phát tác thì thôi ăn mặn đi, không ăn mặn cũng bị, ăn chay cũng bị, vẫn quyết tâm là ăn chay. Lúc đó bắt đầu cổ trì 49 biến đại bi mỗi ngày, lúc đó chưa có mấy. Câu chuyện này chúng tôi kể cũng khá lâu. Thì bắt đầu cổ trì 49 biến đại bi một ngày suốt luôn, và cổ lấy nước đại bi của thoa trong người, thì một tháng sau là lành lặn không còn vết thẹo. Hai mẹ con cô này kỳ tích đặc biệt. Cái này là chỉ những người trong cuộc họ mới tin, những người mà có tín tâm với Tam Bảo họ mới tin. Cái điều này tại chùa mình đã có rồi, thầy Thiện. Trời ơi nhìn thôi thầy trái rạ mà coi như là ai vô tha thuốc thầy cũng sợ nó lây, ngay trái rạ lây ra nó không ai dám vào. Thầy ngứa mà suốt nửa tháng trời thầy ngủ không được, nó giống như là địa ngục kim châm. Chúng tôi nói là thần chú Đại Bi bất khả tư nghì, thầy tin đi. Thầy nghe vậy xong bắt đầu là thầy tụng một ngày 180 biến luôn, đi hết nổi luôn.
Ngày đầu tiên coi như là thầy dùng quá sức đi cho nên đi hết nổi. Vậy sau bắt đầu thầy gia giảm từ 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 từ. Đến hôm nay thầy không dám bỏ 108. 108 hơn thôi chứ không bao giờ dưới 108. 1:00 mấy, 2:00 là thầy dạy thần một thời rồi. 4:00 ra tù với chúng. Chiều hôm nay thầy cũng ra tù với chúng. Cho nên ngay lúc dịch bệnh lưu hành, người ăn chay là yên tâm hết 50%. Mà nếu mà họ tin tưởng thọ trì đọc tụng thần chú đại bi, vì người diễn nói, niệm danh hiệu thọ trì danh hiệu Phật, đọc tụng danh hiệu Phật vì người diễn nói, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, công đức người này bất khả tư nghị. Cho nên hôm nay Hà Nội bữa nay gì? Karaoke, quán ăn, cà phê đóng cửa hết. Ngay thủ đô Sài Gòn diễn biến kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Cái sát nghiệp của con người kinh hoàng khiếp vía, không phải ông trời ông hại mình, không phải quỷ thần, không phải là ai hết cả, mà chính nơi con người gây ra sát nghiệp. Bây giờ phải gì? Có sát báo. Mà sát báo không những chỉ riêng của mỗi người, mà sát báo của cộng nghiệp toàn thế giới. Mà sát báo đây gọi là gì? Gọi là sát kiếp. Sát kiếp đó lưu hành tức là bệnh dịch, là hạn hán, lục lội á, châu chấu á, sâu rầy, kinh khủng. Cho nên trong đầu năm nay chúng tôi nói câu chuyện đầu năm là nói đến cái người ăn chay khi dịch bệnh lưu hành ít bị nhiễm phải. Mà nếu mà họ thành tâm mà trì thần chú đại bi, niệm Phật, niệm Quan Âm nữa, thì dẫu cho bệnh đến giống như là cô Định mẹ cô bé này, vẫn gì? Trừ khử rất nhanh. Đặc biệt nó như vậy. Thì cho nên hình ra Tổ sư Ấn Quang Ngài có khai thị một đoạn này, chúng tôi đọc cho quý vị nghe. Chút xíu nữa thầy Nhuận Minh sẽ đọc cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Giết loài vật chẳng khác gì giết Phật. Câu nói chỗ này nặng á. Nói có cái trọng lượng rất sâu. Ngài lý giải rất hay. Cái nhiều người nói, ủa con vật mà làm gì là Phật? Bắt đầu Ngài trả lời này: dẫu con vật bị giết chẳng phải là Phật, thị hiện thì nó cũng là Đức Phật trong tương lai. Vì tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Con gà, con vịt, con chó, con heo, con người, cõi trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều có Phật tánh, và tương lai cũng sẽ thành Phật. Mà trong kinh còn nói nữa là tất cả chúng sanh là cha mẹ thân bằng quyến thuộc nhiều đời của mình nữa chứ. Kinh khủng như vậy. Giết để ăn tội sẽ cao to hơn núi hơn biển. Hãy gấp nên đau đấu răng dè ngõ hầu giải thoát. Cần biết rằng người và vật tuy khác, lanh lợi hay ngu xuẩn đều tỏ lộ. Kẻ ngu xuẩn tâm thức tối tăm, còn con vật thông minh lại có trí sáng. Ngũ luân bát đức cố nhiên chẳng thua con người đâu. Lòng thành tha thiết so ra còn sâu đậm hơn con người. Chỗ này có cái lý do của người nói, có cái lý do. Một bầy khỉ như vậy đó, khi mà một con khỉ đó bị bắn trúng mũi tên, hoặc giả là bị người ta sập bẫy á, thì cả một đàn khỉ xuống rung cây la chiết 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 chiết, nó chạy lại nó giành, nhưng mà nó là không đủ sức để nó giành cái con khỉ mà khi mà bị dính vô bẫy á, hoặc là bị thợ săn bắt á, nhưng mà nó la rung cây, nó làm cho dữ dằn luôn để cho cái người đó thả cái đồng bọn nó ra. Mà nó đi tìm trái cây cho đồng bọn nó và cho anh em huynh đệ nó ăn thôi, chứ nó không có giết nhau. Nó không có giết nhau. Và nó thương đồng bọn với nhau. Nó thương đồng bọn với nhau. Còn con người mình thì bây giờ họ ganh ghét, họ không giết bằng dao, bằng gươm, bằng súng, mà họ giết bằng tư tưởng. Họ nói những điều cho người đó phải sầu khổ chết. Nếu con người mà hướng thiện thì thôi, rất nhanh. Mình là động vật để mà hướng đi lên là con người. Còn bàn sanh là loài súc sanh, cái xương sống nó nằm ngang. Mà để nó hướng thượng đi lên như con người này khó cực kỳ. Thế mà nó vẫn hướng thiện đó. Những con gà khi mà nó ấp cái trứng, đến cái lúc nào mà nó thiệt đối nó mới la quát quát, nó dậy nó ăn một miếng xong bay, nó bay vô lại nó ấp tiếp. Ấp chừng nào ra con rồi bắt đầu nó mới gì? Mồi tục 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 cho con nó ăn nữa.
Cho nên Ngài mới nói là loài vật có nhiều, loài vật nó lại có cái lòng thành thương xót lẫn nhau cực kỳ lớn. Mà sở dĩ con người có khả năng thương yêu lẫn nhau mà vì sao họ lại ganh ghét đến nỗi cha mẹ họ mà họ còn hại? Vì họ không học lời thánh hiền, không có ai để mà rao giảng nói lời thánh hiền. Mà dẫu có nói lời thánh hiền rồi nhưng mà họ cũng không tin. Cho nên con người nếu mà thực sự dự vào thánh hiền rất dễ. Nếu học lời thánh hiền, có người nung đúc trở thành thánh hiền thì rất dễ. Nhưng mà khi họ không hướng đến để mà làm thánh hiền rồi đã ngang, mà họ đã nghĩ đến điều ác rồi đó, thì thôi, không thể tưởng tượng cái ác của họ, vì nó dùng cái thông minh của họ để mà nó làm ác. Kinh khủng lắm. Vì vậy cho nên giết loài vật không khác gì giết Phật. Dẫu con vật đó không phải là Phật, nhưng nó tương lai sẽ thành Phật. Cho nên mới sát sanh là sát Phật, phóng sanh là phóng Phật, là như vậy. Hãy hiểu rõ cái chỗ này. May thay sau hôm nay mà chúng ta lại nghe điều này, và chúng ta cuộc đời chúng ta có thể gặp những cái thiện thư này của Phật Tổ lưu truyền lại. Nếu chúng ta không có duyên để vào môi trường này, không có duyên để nghe, thì chúng ta cũng là đồng với những người mà bây giờ họ vẫn thích sát hại loài sinh vật thôi. Đúng không? Vì vậy cho nên trong đầu năm mới này, cái câu chuyện này cực kỳ hay. Hầu như là sinh nhật, hầu như là Tết, đám giỗ, đám cưới, đám ma luôn, thôi nôi đầy tháng đầy năm đều lấy thịt làm vui, quả báo có. Thầy Nhung Minh đọc cái câu chuyện đầu năm này với bà này, chắc là quý vị cũng có nghe rồi, nhưng mà chúng tôi muốn phân tích cái câu chuyện này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc câu chuyện được trích trong văn sao của tổ sư. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng trong buổi sáng đầu năm. Nam mô A Di Đà Phật. Câu chuyện được trích trong lời tựa cho tập sách Khuyến Giới Sát Phóng Sanh Văn, trích từ Ấn Quang Pháp Sư, văn sao Tam Biên, trong niên hiệu Đồng Trị Quang Tự nhà Thanh. Tiên sinh Lương Kính Thúc ở Phước Châu đã soạn Khuyến Giới Lục, ghi chép những quả báo nhãn tiền do sát sanh. Trong sách ấy có chép truyện huyện lệnh Bồ Thành là ông Ít, kiên sát sanh đã lâu, nhưng bà vợ tánh nết bạo ngược hung hăng, lại tham ăn tục uống, hằng ngày lấy chuyện giết mổ chúng sanh làm điều khoái trá. Gặp ngày sinh nhật, sai đầu bếp chuẩn bị đầy đủ sẵn. Dưới bếp, lợn dê lũ khủ, gà ngỗng cả bầy, vương cổ kêu ai oán sẽ đều bị giết sạch. Ông ta trông thấy thương xót bảo vợ, đúng hôm sinh nhật bà, chúng nó sẽ lâm vào tử địa, lẽ ra nên phóng sanh để cầu phước thọ. Bà vợ trả treo, nếu tuân theo lời dạy, cấm nam nữ chung đụng, kiên sát sanh, thì mấy chục năm sau nhân loại tuyệt diệt khắp thiên hạ đều là cầm thú. Ông đừng thốt lời lẩm cẩm ấy nữa, tôi chẳng bị kẻ khác gạt đâu. Ông ta biết không thể khuyên răn được, thở dài bỏ đi. Đêm hôm ấy bà vợ ngủ say, bất giác mộng thấy thân đi xuống bếp, thấy đầu bếp mài dao xoàng xoẹt, bọn tôi trai tới gái đứng vây quanh xem. Chợt thấy hồn mình hợp làm một với thân lợn, gã đầu bếp trước hết trói chặt bốn vó lợn, đặt lên một cái ghế gỗ to, chẹn đầu lợn, cầm dao bén chọc vào yết hầu lợn, đau thấu tâm can, lại nhúng vào nước sôi sùng sục, cạo lông khắp thân, đau khắp mình mẩy, lại xẻ từ cổ xuống bụng, đau đớn cùng cực khó chịu đựng được. Hồn bèn cùng với ruột gan tan nát, cảm thấy bồng bềnh không nơi nương tựa. Một lúc lâu sau lại thấy gá vào thân dê, sợ hãi tột cùng gào lên cuồng loạn. Nhưng bọn tôi trai tới gái vẫn ngây ngô cười hền hệt, như thể không một đứa nào thấy nghe gì. Nỗi thảm do bị cắt xẻ nơi thân dê ấy còn gấp bội lần thân lợn, rồi lại cắt cổ gà, mổ vịt, không con nào bị làm thịt,
bà ta chẳng đích thân hứng chịu nỗi khổ. Mổ xẻ khắp lọt rồi, vừa mới hơi hoàn hồn, thì một người đầy tớ già cầm một con cá chép vàng óng ánh đến. Hồn bà ta lại nhập vào thân cá, nghe một đứa tớ gái vui vẻ hô, phu nhân khoái ăn món này lắm, bà ta đang ngủ say, hãy mau giao cho nhà bếp làm món canh cá viên để làm món điểm tâm. Liền có người cạo vẫy, lóc mật, chặt đầu, vạt đuôi. Khi cạo vẫy thì giống như bị tùng xẻo, khi cắt bỏ mật thì như bị mổ bụng, rồi lại bị đặt lên thớt, phầm phập băm vụn ra. Khi ấy cứ mỗi nhát dao là một lần đau đớn, giống như đã hóa thành trăm ngàn vạn ức thân hứng chịu hình phạt lăn trì vậy. Tận hết sức, hét lên như điên cuồng mới tỉnh ngủ. Con hầu bé bước vào thưa, món cá viên đã nấu xong, mời phu nhân dùng điểm tâm. Liền lập tức bảo bỏ đi, hồi tưởng lại cảnh sợ hãi, mồ hôi đẫm như mưa. Do vậy, dặn đầy tớ bãi bỏ tiệc tùng. Ông cập vấn cặn kẽ, bà bèn thuật chuyện đầy đủ. Ông cười nói, bà một mực không chịu tin Phật, nếu chẳng hứng chịu các nỗi khổ não, làm sao có thể buông dao đồ tể xuống được. Bà vợ chỉ lắc đầu không nói, từ đấy thôi ăn mặn mà ăn chay, cùng giữ giới kiêng sát sanh. Đấy là chuyện trong niên hiệu Gia Khánh. Hình thể giữa người và vật do tội hay phước mà sai khác. Đã may mắn được làm người thì phải nên thương xót loài vật, cùng mang cái thân máu thịt này, cùng có tánh linh tri này mà tìm cách cứu vớt, che chở để bọn chúng thoát lìa sự giết chóc, thì người ấy đời đời sẽ được làm người. Nếu lại còn có thể tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì sẽ cậy vào sức từ tâm không giết ấy mà sẽ từ tạ xa bà mãi mãi, mau thoát nỗi khổ luân hồi, cao đăng an dưỡng, vĩnh viễn hưởng niềm vui chân thường. Nếu coi loài vật là thức ăn rồi mặc tình tàn sát, thì khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, thần thức sẽ đọa trong loài ấy, dẫu có hối cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, vị phu nhân được nhắc đến trong câu chuyện trên đây, tánh tình tàn nhẫn hung ác, trọn chẳng thể đem tình lý khuyên nhủ được. Nhưng do một đêm nằm mộng liền thôi ăn mặn mà ăn chay kiêng giết phóng sanh. Do vậy biết rằng con người và loài vật vốn không hai, đời sống giống như giấc mộng, sự lý tương đồng. Nếu chẳng mau chóng sửa đổi tâm trước, khó khỏi hứng chịu quả báo sau này. Hễ sanh làm dị loại thì đời đời kiếp kiếp thường bị giết chóc, muốn lại được làm thân người trọn chẳng có lúc nào. Vì thế sau khi nằm mộng bèn liền giác ngộ, do đích thân cảm nhận nỗi khổ thảm khốc, chỉ sợ đời sau phải chịu đựng lần nữa. Nhưng vị phu nhân ấy trong đời trước vốn có thiện căn lớn lao nên mới lấy được người chồng từ thiện, nhưng vì mê muội sâu nặng nên trải qua mấy chục năm hung đúc vẫn chẳng thể cảm hóa được bà ta. Nếu chẳng nằm mộng thấy như thế thì nỗi khổ trong tương lai sẽ chẳng thể nào nói được nổi. Con người chẳng biết đặt mình vào hoàn cảnh ấy để xét lại, đến nỗi đem chuyện khổ sở cùng cực, thảm thiết cùng cực giáng xuống thân loài vật mà lòng vui sướng, tự bảo mình có phước, chẳng biết phước thọ đã vung bồi từ đời trước sẽ bởi đấy mà dần dần bị tiêu diệt, tương lai sẽ đời đời phải hứng chịu những nỗi khổ độc chẳng có lúc nào xong. Nếu trong lúc sát sanh ăn thịt mà nghĩ đến chuyện này, dẫu có kẻ đem cái chết uy hiếp buộc phải sát sanh ăn thịt, vẫn chẳng dám làm. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi người cố gắng ngồi lắng nghe nha. Mấy người mới buổi sáng ăn vô cái hơi hiu hiu ngủ. Cái hôn trầm của mình, tức là cái cơ thể và cái tinh thần của mình, nó còn nhiễm cái trược của loài súc vật lúc trước, cho nên nặng nề. Thêm một phần nữa là những cái oán hồn, tinh thần mình yếu, làm cho mình mê mất. Nghe Phật Pháp mà nghe câu được câu không, kinh khủng lắm, không phải đơn giản đâu. Con người mình bị cái túc nghiệp nó chi phối, kinh khủng lắm.
đang ngồi như vậy mà mở mắt không lên, ngộ, muốn gượng mà gượng không lại nổi, kinh khủng như vậy đó. Cái câu chuyện này khi chúng tôi đọc Tam Biên lúc Minh Mỹ là chúng tôi thấy câu chuyện này quá hay, chúng tôi chép tay ra để tặng cho một cái cô đó. Khi mà cô đọc vào là cô nổi da gà, phát tâm ăn chay trường. Cái sức mạnh của cái thiện thư này, vì câu chuyện này là sự thật chứ không phải ông tổ tự bịa ra, nói rất rõ vào cái niên hiệu đồng trị quan tự nhà Thanh, tiên sinh Lương Kinh Thúc ở Phước Châu. Nói rất rõ từng nhân vật, từng tên, từng người và sự kiện như vậy, nó có sức ảnh hưởng, vì đây là sự thật chứ không phải tự dựng chuyện lên. Nó có sức ảnh hưởng rất mạnh. Những người mà nghe qua câu chuyện này mà còn sinh nhật Tết, đám cưới cho con mà còn phải đi đặt tiệc nữa hoặc nhốt để mà giết, thì chúng tôi nói thôi rồi. Cái câu chuyện này nó có những cái điểm nổi bật. Thứ nhất là bà này cực ác nhưng mà được cưới được ông chồng, ở chung với ông chồng quá là có phước thiện, có tu hành, cho bà nương cái phước, cái đức của ông. Cho nên ấn tổ nói bà này là sát nghiệp quá nặng mà có duyên phước sao mà gặp ông chồng này biết đạo, biết ăn chay, biết tu hành. Khuyên bà cũng không nghe, khiến sao mà gặp được cái giấc mộng, mà cái giấc mộng nó là một cái thân mà khi vừa mất rồi mình gọi là thân trung ấm. Còn mình cái thân này là thân ngũ ấm, ngũ là năm sắc thọ tưởng hành thức, nó mang sắc thân này thêm nữa. Nhưng mà cái thân trung ấm này lúc giấc mộng của nó còn cái thân này, cho nên nó trả về lại được. Chứ nếu mà mất cái thân này rồi ngang, mà quả báo mà để bà trả, mà bà khi mà bà gặp cái ác mộng này mà bà vẫn tiếp tục bà làm, bà không thay đổi á, không chuyển hướng á, thì cái ác mộng này nó trở thành sự thực. Cái này mới có hoa báo thôi, mà hoa báo của bà gặp trong giấc mộng bà sẵn hồn kinh rồi. Coi như là cắt tiết con gà là bà tưởng chừng như bà đang bị cắt tiết. Giờ chúng tôi nhớ lại gia đình của chúng tôi, khi lúc trước chúng tôi chưa đi tu thì một con heo đang sống nhởn nhơ như vậy, bà cụ bà nuôi từ đầu năm đến cuối năm, ăn bột của bánh hổi nó mập lên rồi bắt đầu thuê người đến. Mấy ông anh không có khả năng ông giết mà ông đâm hoài không chết, mà có ông Phát đó, ông cái tay sát sát sanh của ổng nó cực siêu mỏng, đâm một cái trúng ngay cái tim là nó hết thở, nó chết liền. Nó kinh khủng như vậy. Mà cái lúc mà đầu tiên mà chúng tôi bắt đầu muốn đi tu là qua bên tỉnh Sáng Ngọc Nguyên, nhìn cái tượng Bồ Tát Quan Âm sao thấy thích quá, và thấy chùa bên đó mấy sư tụng kinh rồi thấy nó thanh tịnh quá, về xin bà cụ bà kêu thôi giờ cuối năm rồi còn có tháng nữa Tết là thôi ở nhà để ăn Tết xong rồi đi tu. Kêu nhà có ăn Tết có gì ông má, kêu giết con heo ăn cho thoải mái, đi tu cho khỏi thèm, cho sợ ông đi tu rồi ông thèm thịt. Cái hồi xưa bà cụ bà nói gì nghe cái lời cái đó ngoan lắm. Sai gì là làm cái đó, nói gì là nghe lời cái đó. Là cuối cùng cái năm đó là khi giết con heo là chúng tôi trèo lên trên cái nhà có cái gác á, nó có cái lỗ trong cái miếng ván, nó có cái lỗ nhìn xuống như nè để coi thử ông giết làm sao. Bởi vì đứng ở dưới sợ, nó la sợ lắm, để trèo lên coi nhìn xuống, mà ông đâm ông giết xong, khi giết con heo nó la thì mình sợ lắm, mà giết xong rồi xuống ăn ngon ghê nha. Trời, ăn thịt nạc không á, bà cụ cứ ăn đi, ăn thịt nạc, ăn cho thoải mái đi, để đi tu khỏi thèm, mà đúng đi tu nó cũng có thèm. Có mấy ông thầy bạn á, ông kêu ông có thèm, mỗi lần tôi về nhà tôi thăm tôi thấy gà mà thôi luộc lên rồi làm ngon quá trời, lâu lâu tôi cũng lạng tôi bóc vài miếng. Không, trước tôi nhà tôi đi tu, trước khi đi tu tôi ăn con heo cho nên giờ nó không có thèm. Không phải đơn giản đâu nha. Trời ơi, cái lúc đó gia đình thôi nó rắc rối kinh khủng luôn. Giết con heo đó rồi cái vài bữa sau là kình cãi trong gia đình. Ông cụ nói đường, bà cụ nói ngã, ông anh nói một kiểu. Không biết lý do, không biết nguyên do sao, không biết lý do gì. Gia đình có mấy người à, 5-6 người thôi mà loạn lên hết trơn. Không biết lý do gì.
đúng thiệt là vô minh si dại ghê không? Nếu mà biết nguyên do là mình giết loài súc sanh, bây giờ gia đình mình phải bị rắc rối. Mà làm gì có ai mà giảng nói cho mình nghe, mình có kinh sách để cho mình biết được cái điều này. Điều này là chúng tôi chứng nghiệm cái bản thân của gia đình chúng tôi. Lộn xộn, cực kỳ lộn xộn. Cái chuyện nó không đáng gì hết trơn vậy mà gì? Xé cho to ra nó làm sùm ra cả gia đình lộn xộn. Mà khi lộn xộn rồi để cái không khí ở trong gia đình gọi là tâm bình khí hòa trở lại, nó mất cái thời gian. Chưa kịp để mà tâm bình khí hòa là tiếp tục chuyện khác xảy ra. Cứ như vậy thôi, quý vị coi thử gia đình quý vị này. Đó, mấy bà cụ ở dưới này, mấy thầy coi thử gia đình của mình. Giỏi lắm đây nha, giỏi lắm đi nữa đi học Phật Pháp á, thì nó cũng còn đỡ chút đỉnh thôi. Chứ mà không có ai mà không có chuyện lục đục xảy ra đâu. Có nguyên do của nó. Thứ nhất là mình sát hại sinh vật. Thứ hai là mình không có biết tu tập để nhìn nhượng lẫn nhau. Cho nên hình ra Ấn Tổ nói về cái ngũ luân. Cái ngũ luân mà Ngài thường nói đó là luân thường đó nghe. Là gì vậy? Cha từ con hiếu làm được không? Không được đâu. Khó cực kỳ. Chồng hòa vợ thuận, anh nhường em kính, chủ nhân từ tới trung thành, thầy trò nó ghép vào trong cha con luôn. Ngài hay nói đến cái vấn đề bốn cái điều này thôi. Đúng là ngũ luân đó thầy trò. Ngài nói nếu mà ngũ luân mà áp dụng được á nghe, thì gia đình người này là thánh hiền rồi. Chúng tôi nhớ cái lúc chúng tôi qua bên châu Âu, qua Pháp giảng, rồi qua Đức giảng, rồi đi đến Hà Lan. Cái đứa con đó, đó vô gia đình trong đó thăm để chuẩn bị Phật tử đến. Bên đó ít người thôi à. Xong rồi đứa con nó về nó nói: làm sao mày khỏe không? Bởi vì ở bên đó là thường tiếng Anh là du, là mày, là anh, là ba đồ. Ở đây còn gọi ồ ba khỏe không. Chứ thường là bên đó nó không có học. Mấy đứa nhỏ nó không học tiếng Việt mà cha mẹ cũng đi làm cũng không dạy á. Nó về nó nói: ồ mày khỏe không? Hôm qua mày mua cho tao cái sim điện thoại, giờ mày trả tiền cho tao đi. Nói chuyện như người ngang hàng với nhau, không biết là cha là gì nữa luôn. Ông cha ông kêu: trời ơi, mua cái sim tao chưa kịp trả tiền cho mày, tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn rồi. Kêu cái gì ra cái đó, nuôi lại chuyện bổn phận của ông, còn ông mua ông phải trả nè. Kinh khủng luôn. Phương Tây rồi thì phải biết, 18 tuổi là nó theo trai theo gái, cha mẹ nói không được nữa đâu. Con từ con, cha từ con hiếu, cha có lòng từ con có lòng hiếu là mất sạch hết rồi. Anh nhường em kính không có nữa. Ghê chưa? Thấy bây giờ cuộc đời nó loạn luân như thế nào. Nếu những điều này mà không áp dụng được là cha từ con hiếu, chồng hòa vợ thuận, anh nhường em kính, chủ nhân từ chớ trung thành, thì Ấn Tổ nói đồng với loài cầm thú, ngang với cầm thú rồi, không có hơn. Tuy rằng là loài người suy nghĩ thông minh, biết là như vậy, nhưng bản chất họ là thú rồi đó. Ghê chưa? May sao hôm nay mình sống được trong một cái gia đình này. Chứ nếu mà ở nhà mà người cha nói chuyện, chưa chắc gì mình ngồi đó mình nghe, mình bỏ mình đi nói điện thoại hoặc mình ra đi, chứ chưa chắc gì ông cha ông nói mình ngồi đó mình nghe đâu. Không có đâu. Làm gì? Không có. Mẹ nói mình gì, câu trước câu sau là mình hoáy, mình quýt, mình bỏ mình đi rồi. Không có đâu. Không có thể nào mình ngồi mình nghe đâu. Nói lòng hiếu của con người bây giờ là không còn nữa. Và học đường bây giờ là muốn để cho có bằng cấp, để cho có tiền, để làm ăn, để có sự nghiệp thôi. Tổ nghiệp thì mong xây dựng cho nó thành nghề, thành nghiệp. Nhưng mà tổ đức mất sạch hết rồi. Tiên học lễ hậu học văn không còn nữa. Học trò bây giờ khác với học trò hồi xưa. Họ thích là họ học, không thích là họ bỏ đi. Đừng có nói gì đến họ. Nói đến coi chừng chút nữa họ xì lớp xe. Không đơn giản đâu. Cho nên học đường bây giờ là cầm bẫy. Một cái cầm bẫy cực kỳ nguy hiểm. Tự do liên ái, tự do để mà quan hệ, để mà phải phá thai, đầy nghẹt hết trơn luôn. 13, 14 tuổi, 15 tuổi đến 19 tuổi, khỏi phải nói rồi. Trời ơi, bây giờ mình là một người biết được Phật Pháp, biết lời của Thánh Tiên Hiền, cố gắng học dấn thân, để chừng đủ nhân duyên mình đem cái thiện thư của Thánh Hiền này để truyền cho nhân loại. Họ quá đau khổ rồi. Mình làm được không? Được. Cũng có những người họ quá đau khổ, họ quay đầu họ nghe mà. Sao không có?
Cho nên trong cái ác nghiệp chỉ có sát nghiệp là nặng nề nhất. Mà cái sát nghiệp mà phá thai nữa thì thôi rồi, khỏi phải nói. Mà họ thấy bình thường. Bởi vì cái tâm sát của họ khi mà họ giết con kiến, con dế, con gà, con vịt rồi bắt đầu họ giết con của họ nó quá dễ. Cái tâm sát bắt đầu nó nâng từ từ. Bắt đầu nó từ nhẹ mà nó thành nặng. Từ ít mà nó thành nhiều. Vì vậy cho nên hôm nay là một cái ngày thực sự mà chúng tôi nói cảm nhận được cái sát khí ba ngày Tết. Có những lúc đi ra ngoài nó không có được trong trẻo như ngày hôm nay. Nắng nó bình minh thanh bình như vậy, mùng 2, mùng 3 bầu trời nó đen nghịch. Ồ không mưa, không có mây mù, sao mà nó đen như vậy? Nó là sát nghiệp cho nên sát khí nó vằn vũ. Bữa nay sao bắt đầu đi làm rồi nhìn bầu trời trong vắt. Nhìn lên trên xanh bầu trời nó ra bầu trời. Bao nhiêu cái oan hồn của loài súc vật nó vằn vũ, nó kêu oán. Mà cái tâm thức của nó khác với tâm thức, khác cái tần số. Cho nên nó chết rồi, nó đau khổ, nó kêu oán. Mà con người không có thể hay biết và không cảm nhận được. Bởi vì cái cảnh giới nó khác, cái thân thể nó khác, cái tần số nó khác. Cho nên thành ra thấy là bình thường, cho nên thành ra tiếp tục cứ tạo ác nghiệp và sát nghiệp. Khi chết thì thôi rồi, nó đau đớn, qua đi lên trên đó. Thấy cái chú mà hôm bữa chúng tôi nói mà ổng tưởng ổng mất rồi mà cuối cùng ổng chưa mất. Ổng ngồi lên xe lăn đẩy ổng đi mà ổng cứ rung tay chân, ổng cứ rung. Chúng tôi nói ổng ăn con rắn á. Khi ăn một miếng rồi nó qua đến cổ rồi nó xuống nó cũng gì, nó thành phân. Thế mà cái nghiệp đến bây giờ bao nhiêu năm nó vẫn còn đeo mang. Sao mà nó kinh hồn vậy trời. Cũng ăn một miếng rau, qua ba tấc lưỡi xuống cổ cũng thành phân mà không lại bị nghiệp báo. Khi ra đi thanh thản nhẹ nhàng. Thân phụ của chúng tôi mới nói về cái sát nghiệp ông cũng nặng. Khi ông ở trong kinh tế, ông làm phó chủ tịch xã. Khi mà ông làm phó chủ tịch đó thì du kích, hồi xưa gọi là du kích. Ông gọi tiếng là nó tới, ông về ngay thành phố Ban Mê, ông quay vô lại rồi. Không biết làm sao, lý do gì bắt con rắn để thiệt to trên đầu nằm. Biết ai đưa vô trong đó nữa mà trước khi ông về là mấy đứa nhỏ nó ngồi nghẹt dưới giường nó cứ nhai cái miệng, nó nhai, nó đói, nó khổ. Ông kêu tụi bay đông quá thôi để tôi về, tôi Ban Mê tôi mới cúng với trong này, tôi có cái gì đó mà tôi cúng cho tụi bay ăn. Nó nói vậy xong nó biến nó đi đâu, nó đi hết, nó mà về ông quên cúng. Khi về quên cúng vô lại rồi á, đem con rắn để ở đầu giường ông. Ông giờ vô kích đến bắn cái rầm chết mổ thịt ăn là tụi cho tụi vô kích ăn. Ông sát nghiệp rất nặng. Khi bà cụ đi xuất gia rồi, chúng tôi đi tu, thầy Hưng đi tu rồi đã ngang thì ông ở nhà không ai lo lắng cho ông, thì ông sát nghiệp, ông ra ông ăn uống phải nói là kinh khủng luôn. Nhưng mà cuối cùng trong cuộc đời còn lại mà ông gặp được Phật Pháp, đúng thiệt Phật Pháp màu nhiệm. Vô lượng đời kiếp đến bây giờ và mãi mãi đến khi 73 tuổi bắt đầu ông hồi đầu vậy mà vẫn kịp. Lúc ra đi thanh thản, hộ niệm cho ông là chưa qua. Như từ 9 giờ chúng tôi giảng đến 11 giờ bắt đầu đưa ông cụ vô phòng hộ niệm, xong cái là đến 4 giờ chiều ông đi, không qua đêm. Ông gặp mấy người trong phòng hộ niệm á. Lúc đầu tiên cô Quảng Phước là người mà mở hàng đầu tiên mà cô hết bị bệnh ruột á, ruột mà đi cầu ra máu á. Ung thư ruột, gần như là ung thư ruột rồi mà có niệm Phật. Cái bắt đầu là trong 21 ngày mà cô này cô niệm cừ khôi thiệt. Cô ngồi cô niệm không, ít có khi nằm mà cô niệm suốt như vậy. Nửa đêm thấy một ánh sáng rọi vô trong cái đường ruột, nó trong suốt của nó. Ổ, đường ruột mình nó trong như vậy, mình ăn người ta cũng, cái gì trong này người ta cũng thấy, phân tiểu người ta thấy hết trong này sao ta. Khi cô thức dậy bắt đầu là cô hết bệnh, cô đi về. 21 ngày cô ra khỏi phòng hộ niệm, vắng nhàng nói kêu trời ơi, phòng hộ niệm tôi để mà làm cho người giáng sanh mà cuối cùng thành bệnh viện, cô mở hàng cái này chết tôi rồi. Cô cười cái cô đi về, cô còn mấy triệu, chục triệu cô cúng cô đi về. Ông cụ vô nói trời ơi cô nằm chỉ 21 ngày lâu quá, tôi trừ về sau tôi đi hôm qua đêm luôn nằm chỉ cho mệt. Ông nói mà đúng vậy nghe, ông hôm qua đêm à, từ 11 giờ đến 4 giờ chiều ông đi hôm qua đêm. Vì sao vậy? Vì lúc mà ông ở trên tỉnh thất là ông không có tạo sát nghiệp, có tiền đi phóng sanh, ông ăn chay, ông niệm Phật, ông đi bộ, ông ngủ sớm, ông biết dưỡng cái thân, cho nên thành ra bệnh ung thư máu rồi mà còn lại gì? Sống 9 năm nữa là cái chuyện kỳ tích mà chúng tôi ít khi thấy, hầu như không có đâu. Nhưng mà chuyển được nghiệp mà, tâm này tạo được nghiệp thì tâm này phải chuyển được nghiệp. Nhưng tâm đã tạo được nghiệp thì tâm sẽ chuyển được nghiệp.
đang trong lúc thiên tai nhân họa đồng thời xảy ra này, nếu có thể phát tâm chí thành niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thệ nguyện từ nay trở đi giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì chắc chắn sẽ được Ngài rủ lòng từ bi che chở, gặp giữ hóa lành trong các hoạn nạn, chẳng bị nguy hiểm. Ấy là dùng biệt nghiệp niệm thánh hiệu của Bồ Tát trong hiện tại để chuyển cộng nghiệp. Hay cực kỳ lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Tự thân mình để tạo nghiệp rồi mà tự thân để chuyển nghiệp cực kỳ khó. Chuyển nghiệp bằng cách an trụ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, sửa lỗi hướng thiện, thương người thương vật, mà niệm thánh hiệu Bồ Tát, trì thần chú đại bi, tu hành tích đức thì thôi, nó nhanh cực kỳ, giống như là sương mốc gặp ánh sáng mặt trời đi liền tan biến. Người này niệm thánh hiệu Bồ Tát Quan Âm mà không phát Bồ Đề Tâm, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, thương người thương vật thì hơi lâu. Mà nếu mà phát Bồ Đề Tâm, thương người thương vật, giữ vẹn luân thường, giống như chất lưu hình nó có sức dẫn rất mạnh, giống như là thuốc mà thêm cái chất dẫn của thuốc chữa bệnh rất nhanh. Uống thuốc không mà không có chất dẫn của nó thì nó lâu. Vài lát gừng, chút xíu rượu ngâm vô để mà có chất dẫn thôi. Ngoài cái chuyện để mà sửa lỗi hướng thiện á, rồi mình phải gì? Mình phải phát Bồ Đề Tâm, dõng mãnh ăn chay, tiêu trừ sát nghiệp, thương người thương vật. Tạo sát nghiệp đã tạo trong đời trước hoặc đợt này, vì thế thường được tốt lành. Chư Phật Bồ Tát coi hết thảy chúng sanh trong lục đạo như con ruột, thường muốn cho họ được lìa khổ an vui, hiềm rằng chúng sanh mê muội, chẳng sanh lòng tin tưởng, đến nỗi uổng phí từ tâm, chẳng thể được lợi ích. Giống như mặt trời rạng rỡ giữa trời chiếu khắp muôn phương, kẻ đội chậu dầu có đứng ngay dưới đó cũng chẳng được chiếu, lỗi do đội chậu chứ mặt trời đâu có lỗi. Hay thiệt, cái ví dụ mà cầm cái chậu mà mình đội lên vậy nè, thì mặt trời có đó mà nó chiếu ngay gặp cái chậu rồi, không có thể nào chiếu đến mình được hết. Phật, từ lực của Phật, pháp lực của Phật và pháp lực của đại chúng và công đức lực của đại chúng soi chiếu đến mình, nhưng mà cái tâm ngang ngạnh bướng bỉnh của mình giống như đội chậu, cái tâm mà không biết sửa sai hướng thiện giống như đội chậu, cuối cùng không nhận được một cái gì luôn. Coi lại đi, tập khí này là người nhiều đời nhiều kiếp, ngã mạn, kiêu mạn, mạn quá mạn, nhiều đời nhiều kiếp rồi, khó gột rũa vô cùng, không phải đơn giản đâu. Như vậy hôm nay trong một tiếng đồng hồ, từ 6:30 đến 7:30, chúng tôi nói một số những cái điều mà trong năm mới, là câu chuyện đầu năm này tuy rằng ngắn gọn một tiếng đồng hồ nhưng mà cái trọng lượng rất rất nặng. Và chúng tôi nói không phải là tự mình nói không có căn cứ nơi lời Phật tổ, tự sanh vọng tưởng ức đoán để nói theo cái ý của mình, không phải, mà có lời dẫn của tổ Phật. Muốn dừng được sát nghiệp thì con người này phải sửa lỗi hướng thiện, phải biết chuyển nghiệp nơi tự tâm của mình. Mẹ chúng tôi ăn chay, biết sao trong bụng nó nóng như lửa đốt, lấy khăn lấy nước đắp lên bụng suốt đêm ngủ không được. Phát Bồ Đề Tâm ăn chay nhưng gặp chướng duyên, gặp oan gia trái chủ không cho, thì bây giờ phải gì? Niệm Bồ Tát Quan Âm. Niệm có 3 ngày sau cho bụng mát mẻ trở lại. Người niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm mà không phát tâm ăn chay, không làm những điều phước thiện thì gì? Phải thành tâm tha thiết cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, Ngài gia trì, rồi bắt đầu nó sẽ thay đổi. Hai cái này phải đi đôi với nhau, sửa lỗi hướng thiện, thương người thương vật, luân thường bổn phận, cách vật chí chi, chánh tâm thành ý, tu thân, rồi bắt đầu mới tề gia được. Có nhiều người, người ta nói thôi tôi chỉ sửa lỗi hướng thiện, tôi làm thiện được rồi, tôi cần gì niệm đến Bồ Tát, tôi niệm đến Phật. Mấy cái người mà họ ác lắm họ mới niệm Phật, cầu Phật gia hộ cho, tôi có làm gì đâu ác. Người đời họ không minh định được cái chuyện ác. 10 điều ác thân sát sanh trộm cắp tà dâm họ làm không được, không giữ được, mà họ nói họ vẫn là người thiện. Chết là chết cái chỗ này, lầm là lầm mấy chỗ này. Mình là ác mà thấy mình là thiện cho nên tha hồ làm ác.
Còn các hàng Bồ Tát là gì? Làm thiện mà không thấy mình làm thiện, cho nên phước thiện càng càng sâu dày. Những điều này nghe tưởng chừng đơn giản nha, nhưng mà làm không phải là đơn giản đâu đó, khó đó. Mình không học giáo lý, mình đâu biết minh định thiện ác đâu. Không thể nào minh định được. Lòng từ không giết là thiện, mà không có lòng từ giết là ác, mà họ cũng đâu có biết đâu. Đây là tịnh nghiệp của Tam Thế Chư Phật mà. Lòng từ không giết mà họ làm không được, họ nói họ vẫn là gì? Là thiện. Kinh khủng như vậy đó. Cho nên cái việc hôm nay thì thời gian chúng ta không nói được nhiều, vì chủ nhật tới này đó thì chúng tôi có cái buổi nói chuyện ngày chủ nhật, cái công văn văn bản mà của xã Hiệp An mình đã căn cứ nơi cái văn bản của tỉnh với huyện á, thì họ nói trong này là không được tụ tập, nhắn đi nhắn lại là không được tụ tập. Mà từ ngày 30 thì hôm qua thầy Thiện mới đưa xuống chúng tôi. Bữa thầy chụp cái hình điện thoại mà đưa chúng tôi ngày mùng 1, mà trong cái hình điện thoại đâu có xem được. Hôm qua chúng tôi sực nhớ lại thấy ở Hà Nội các nơi nó diễn biến quá kinh khủng. Chúng tôi mới xem lại coi thử như thế nào, thì thấy cái việc mà họ cảnh báo mình và gửi cho tất cả các chùa luôn chứ không phải là riêng chùa mình. Và gửi đi các nơi là phải hết sức thận trọng về cái chuyện tụ tập. Bởi vì tụ tập mà lỡ một người lạ họ đến một cái là họ lây đầy hết trơn luôn trong đó. Là nguy hiểm vô cùng. Vì vậy cho nên thành ra cái ngày chủ nhật tới đó thì riêng bảo vệ của thầy Hào đó thì những người ở xa xa đó thì cho họ thắp nhang xong rồi về. Còn quý Phật tử hiện tại bây giờ đang ngồi trên đó đó. Và chúng tôi hôm trước đã nói ngày 29 là không được ăn cơm ở trong chùa, chỉ lấy cơm mang về. Đúng ra trong cái lúc này mấy thầy cũng nỗ lực tu, không có nấu cơm cho quý vị được. Nhưng mà điều có một cái là thôi, tỉnh thất phát tâm từ xưa nay tặng cơm miễn phí cho quý vị dùng. Cái đó là cái nguyện của chúng tôi xưa nay, bất cứ ai đến đó là ăn cơm miễn phí. Kinh sách là cho miễn phí, không lấy tiền, cái nguyện chúng tôi. Cho nên quý thầy cũng làm như vậy, nấu cơm cho quý vị ăn trong dịp này là may lắm. Mà thầy Thiện nói nhờ sáng nay sư phụ nói dùm tiếng, họ cũng ngồi đó đông quá, rất kẹt cho tỉnh thất, rất trở ngại cho cái chùa mình. Vì vậy cho nên hôm nay quý vị đang ngồi cho nó đó, trưa hôm nay lấy cơm mang về, chiều thì chúng ta thấy quý vị ít dùng rồi, sáng cũng lấy cơm mang về. Thí dụ ngồi là các cụ nhà rau á, ngồi lải rác xa ra hoặc mang cơm lên trên nhà rau. Còn quý thầy ăn bên trong kia thì nó ổn rồi. Quý vị không thấy cái nỗi khổ của người chủ trì đâu. Châm dầu đổ lên đầu ông chủ trì, châm điều đổ lên đó. Bây giờ có chuyện gì trên đó là gì? Dịch bệnh nhiễm hoặc có chuyện gì trục trặc ở trên đó, mấy thầy mấy chú lỡ mà ra có chuyện gì bên ngoài đó, một cái là nó lôi đầu ông chủ trì lên. Chứ đâu phải là đơn giản đâu. Con có cha mà. Chùa là có thầy chủ trì chứ. Cho nên thành ra không phải đơn giản trong lúc này. Và riêng cái ngày chủ nhật này đó thì chỉ có quý thầy ngồi bên trong đó để lúc 9 giờ là chúng tôi giảng tại đây truyền lên. Còn Phật tử muốn nghe thì chiều thứ bảy tuần sau để nghe, chứ còn không có phát ra chánh điện ngồi tụ tập đông được nữa đâu. Quý thầy phải quản lý và họ đến nhà mình có quyền để mình sắp xếp, mình quản lý. Chứ đâu có thể là thầy Thiện nói là con nói họ không nghe được. Vì cái lệnh của giác nhàn và cái lệnh này chung mà cái dịch bệnh, mình phải chấp hành để họ còn có thể du di cho mình vô tu ngày 3-4 bữa, 3-4 thời chứ. Còn nếu mà mình không chấp hành lỡ sự việc gì một cái là họ đóng cửa luôn, thì quý vị có vô tu mỗi ngày được không? Nhất là ngày chủ nhật là ngày tụ tập các nơi Phật tử về, thì Phật tử nào ở tại địa phương sát chùa đó mình nên nán một ngày, mình ở tại nhà để mình nghe trực tiếp lúc 9 giờ, cho vô chùa cũng đâu có mở đâu. Mang cơm về nhà để mình nhường những Phật tử ở xa họ thắp nhang xong họ về. Mình biết cách vậy chứ. Có nhiều người trách nói chuyện chưa có gì hết mà ông thầy nhà cũng làm lớn, ông đóng cửa đồ vô, toàn là nói bậy không. Trời, người ta gửi bao nhiêu cái văn bản xuống như vậy, xã rồi tỉnh rồi huyện gửi xuống, mà mình cứ muốn cho mình được lợi ích, còn những người khác là mình kêu kệ nó, ông có khổ, ông có như thế nào kệ nó, mình không có quan tâm đến. Sống như vậy là nguy hiểm quá.
Nên là mấy thầy là phải 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 thừa lệnh và phải làm cho nó rõ ràng và dứt điểm về cái chuyện ngồi ăn. Nhưng mà mỗi lúc không có chuyện gì thì cứ ngồi ăn cho nó thoải mái. Giờ có thì mình phải biết cách để mà mình vận hành khéo léo một chút chứ, đúng không? Đó là cái việc hôm nay chúng tôi nhắc lại để cho thầy Thiện, thầy Phiên, thầy Hào, thầy Thành để mà sắp xếp làm cho nó ổn định. Chùa mình là cả huyện này người ta cứ tập trung chùa thầy Nhàn là đông nhất, ở các tỉnh về đông nhất, cho nên họ họ quan tâm cực kỳ đến cái chùa của mình. Lỡ mà xảy ra một cái gì họ đóng cửa luôn và không biết khi nào mà mở cửa lại nữa. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi nhắc nhở cho đại chúng như vậy để cho mọi người biết. Và chúng tôi nói nó có căn cứ, đó là xã họ đã khuyến cáo mình không nên tụ tập. Mà đến ngày Chủ nhật ngồi đông kín hết chánh điện luôn. Bởi vì ngày thường thì họ du di cho khách là Phật tử ở bên ngoài địa phương vô. Còn ngày Chủ nhật là các Phật tử ở các nơi khác, các huyện, các xã, rồi có khi các tỉnh khác họ lo, rất là lo. Cho nên Phật tử ở tại nơi địa phương đó mình hết sức quan hỷ. Mình phải tránh bớt cái ngày Chủ nhật để ngày thường mình có thể vô tu được chứ. Họ quá du di cho mình cái ngày thường rồi đó. Đó là cái việc mà chung hết chứ không phải ở đâu. Tại Hải Dương là bây giờ là cấm luôn, tiệc hẳn hết luôn, tiếp tục cách ly nữa rồi. Mùng 6 Tết là tưởng chừng nó ổn mà tiếp tục cách ly nữa. Trời ơi, thì Sài Gòn ở các nơi quá cỡ họ cách ly rồi. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói. Mong mọi người trong cái lúc này nên dành toàn bộ cái thời gian để tu tập, đừng có dẫn người thờ ơ. Hằng ngày trì làm sao được 108 biến đệ bi. Có cô Phật tử ở Sài Gòn có 200 biến, 200 mấy chục biến. Tết mà cổ nhắn tin lên là con cúng dường 7.777 biến đại bi, 16.000 lạy cho chùa Quan Âm để yên bình, cho mà chừng xin được giấy phép làm nhà dựng lão cho các cô đó đó. Cô tu như vậy đó. Họ cũng như con người như mình thôi, làm gì đâu mà mình lại là mà cứ gọi rằng tà thờ ơ như vậy, làm sao mà mình có vốn để vãng sanh. Sáng nay hôm nay chúng tôi dậy từ lúc 1 giờ bắt đầu, 2 giờ lên tu rồi cái bắt đầu lúc mà ngồi niệm Phật. Nhiều lúc mình niệm cái tự nhiên sao nghe trong máy nọ niệm rõ ràng một câu mà cuối cùng mình lại niệm trong tâm không rõ ràng. Và nhiều lúc niệm thầm mà nó cùng ngủ gục, mình nói chết à. Cái tâm lực quá yếu, đạo nghiệp chưa thành. Lúc mà cơn hôn mê cận tử nghiệp nó tới thì làm sao mà mình chống lại cái cơn hân trầm vọng tưởng oan gia trái chủ đây. Nội công chưa thâm hậu, luyện công phu chưa có sâu dày, chưa thành phiến, nguy hiểm cực kỳ. Mới có cái giấc ngủ sơ, giấc ngủ mà coi như là hôn trầm nhẹ mà nó đánh tan mất câu Phật hiệu rồi. Còn nếu mà lúc mà nó đau đớn mà trả nghiệp gì sát sanh ăn thịt chúng sanh, cái lúc lâm chung cận tử nghiệp nó đến, quý vị biết nó như thế nào không? Làm sao mình chống chọi nó lại được? Do hàng ngày mình thờ ơ không chịu niệm, lúc vô công phu được bao nhiêu tiếng đâu. Coi lại đi. Cho nên Ấn Tổ nói cái người mà nghiệp chướng sâu dày nặng, nhất là nghiệp ái và nghiệp sân nặng, thường niệm Quan Âm Bồ Tát, chuyên nhất Quan Âm Bồ Tát luôn, thì cực kỳ nhanh Ngài ứng hiện trong sát na để cứu độ, và Ngài vẫn tiếp dẫn cho mình để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ cái chỗ đó. Và trì thêm thần chú Đại Bi để mà giữ cái mức độ 108 hoặc 50 biến. Cố gắng trong dịch này, lúc dịch này là 108. Cho nên chúng tôi nói quý vị là từ 30 Tết đến hôm nay là chúng tôi không bỏ 108. Đủ hết sáng chiều, Tết cũng như không phải Tết. Tết cũng như là ngày bình thường không phải Tết, đều đặn hết. Phải giữ được mức độ thăng bằng, chứ không phải Tết vui thì cái vui là bỏ đi. Thất bại, không được. Bị cái cảnh nó chuyển rồi, nguy hiểm. Quý vị biết trong cái lúc này mình trì thần chú Đại Bi, mình niệm Phật, mình khởi niệm thiện lên, biết bao nhiêu chúng sanh họ được thừa hưởng không? Mắt phàm không thấy đó, mắt phàm không thấy, nhưng mà nó có kết quả, cực kỳ là kết quả đó. Chứ không phải đơn giản đâu. Được làm con người quá là may mắn, thân người khó được mà. Mà được may mắn này rồi mà không có gì tu Phật Pháp để mà hồi hướng cho chúng sanh. Cho nên chúng tôi nói cái vaccine mà tự thân con người để tạo nên cái vaccine để chống lại dịch bệnh, thì thứ nhất là ăn chay thương người thương vật, thứ hai trì thần chú Đại Bi 108 biến và niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm sáng tối, còn có niệm Phật thêm, thì cái vaccine này là cực kỳ mạnh chống lại dịch bệnh. Cô bé này nó ăn chay thôi mà nó chưa trì được chú Đại Bi một biến nào hết trơn, nó chưa niệm Quán Âm mà nó đi chung với chuyến bay từ bên
châu Âu về mà nó là không nhiễm. Cái này có sự thực 100% mà. Mà nếu mà nó trì thần chú Đại Bi, nó niệm Quan Âm suốt nữa thì thôi rồi, cái vaccine này thì thôi rồi. Phật lực, pháp lực không thể nghĩ bàn. Hôm qua cái cô bên Cali, cô nói lúc trước con tu thiền từ 1991 đến hôm tháng 5 2020, bắt đầu con gặp đĩa thầy, con mới chuyển qua tu Tịnh Độ. Con muốn về chùa thầy, con nương nơi cái đức của thầy, cái lực của thầy, cái lực của đại chúng. Bởi vì tu thiền nghe mấy thầy nói phải nương cái lực của đại chúng thì nó mới vô thiền định sâu được. Thì chúng tôi nói đúng, cái lực của đại chúng rất quan trọng, nhưng mà riêng Tịnh Độ nó còn có pháp lực nữa, có Phật lực nữa, rồi có tự tánh công đức của lực của mình, và nó nương lực của đại chúng nữa, chứ không phải lực đại chúng không đâu. Còn người tu thiền thì cái lương lực của đại chúng họ trở về tự tánh, họ không niệm Phật cho nên họ không có Phật lực với pháp lực. Cô nghe cô có thành ra là như vậy, cô hiểu đúng là như vậy à. Cho nên thành ra Ấn Tổ nói là pháp môn mà nương nơi tha lực của Phật á, nó khác một trời một vực với là cái pháp môn tu tự lực, khác một trời một vực. Giống như kẻ cà thọt đi một ngày không được bao nhiêu dặm hết trơn, mà bước lên cái xe chuyển luân thánh vương, bước lên một chiếc xe hoặc chiếc máy bay thì nó đưa mình đi một ngày không biết bao nhiêu dặm. Ngày ví dụ rất hay, rất hay như vậy. Cô nghe cô mới vỡ lẽ ra à. Vậy cho nên là trong cái lúc thời nguy biến loạn lạc này, ngoài cái chuyện đại chúng của mình ăn chay rồi, nhưng mà cái sát nghiệp của mình nhiều đời với lúc mình chưa ăn chay nó vẫn còn đeo mang trong đó. Mà muốn tiêu cái sát nghiệp này, tiêu cái túc nghiệp này thì trì Đại Bi, niệm Phật, niệm Quan Âm là hay nhất. Không còn cái cách chỗ nào nương tựa bằng đâu, không có còn cái gì nương tựa bằng đâu. Mà muốn niệm thì gì? Trong tâm đổi ra thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là trong tâm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứ đổi qua đổi lại, đổi qua đổi lại như vậy. Hồi sáng nay không biết sao bên cái chân phải đi nó không có đau, ngồi không đau, nhưng mà lạy thì tự nhiên sao nó căng cái gân nó đau. Thì mới suy nghĩ lại là do chạy bộ trên cái xe nhiều quá cho nên nó căng cái gân, cho nên nó đứng dậy ngồi xuống nó nhói trong đó, cho nên bèn phải quỳ, quỳ thấp á, quỳ thấp rồi lạy. Nếu mà đi kinh hành với ngồi không thì không có lạy để hít sâu á thì nó không có đủ cái không khí. Lúc trước là không có lạy hít sâu cho nên mỗi lần trì Đại Bi là nó nhức, nó nhói ngực, nó cũng khó chịu, nó cũng không có sảng khoái. Mà bữa nay là một thời Đại Bi là một cái re luôn, trì suốt luôn á, trì ra tiếng suốt luôn cũng không sao. Thì mới nghiệm lại là mới thấy cái lễ Phật mà hít vô nó giá trị và nó có khí lực hay thiệt cái hít này. Nếu mà người nào hơi dài đã thừa vừa một câu trong mấy Nam Mô Di Đà Phật là mình một câu rồi, đúng không? Mà trong mấy một câu là mình hít sâu vô và mình niệm một câu rồi. Cái người mà hơi dài á, là họ vừa nghe cái câu của mình ra tiếng thứ hai rồi bắt đầu họ hít vô từ 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 từ. Còn người hơi ngắn là để hết một câu rồi bắt đầu là họ niệm trong tâm rồi hít vô cũng được, úp mặt xuống thở hết ra. Đơn giản như vậy mà trị được cái bệnh tổn khí, trì Đại Bi không biết mệt, mà lễ Phật không biết mỏi mệt. Nhưng mà cái chân nó cắt cớ nó đau thì phải quỳ thấp xuống mà lễ, chứ không có thể nào mà đứng lên được. Thì quỳ thấp lễ từ từ nó sẽ hết đi rồi mình sẽ quỳ đứng. Quỳ thấp nó cũng có hay lắm, cũng hít thở y chang như vậy thôi, cũng y như cái nhịp. Thay vì mình đứng thì mình quỳ thẳng lên. Thì cái việc hôm nay chúng tôi chia sẻ với đại chúng nó một tiếng, chứ bây giờ còn 10 phút nữa là một tiếng rưỡi, 8 giờ kém 10. Thì đại chúng bây giờ phải năm mới làm người mới lại, nỗ lực tinh tấn, hết lòng hết dạ tu tập để mà lợi mình lợi người. Ngoài đời giàu cho làm ăn bạc tỷ đi nữa đi, giúp là giúp trên cái mặt của cái bề ngoài cho họ hết đói thôi. Mà để hết khổ chỉ có đem Phật Pháp đến cho họ, họ biết tu không biết khổ. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay thì buổi sáng hôm nay có những cái mẩu chuyện, nhất là cái câu chuyện mà có cái bà mà bà sinh nhật của bà mà bà sát sanh, mà mới suy nghĩ cái ý niệm mà để suy nghĩ để giết nó, thế mà cái ý niệm này đã tạo thành ý nghiệp, nghiệp nhân của nơi ý. Rồi từ từ nếu mà bà không gặp ác mộng như vậy đó, thì đến lúc thọ mạng hết, nó tới nó đòi bà mới biết. Mà lúc đó thì không có thời gian để mà xây sở thọ mạng hết rồi, phải trả cái quả hơn bây giờ hoa báo nó đem đến cho bà. Mà do ông chồng không biết tu cho nên nó hiện cái hoa báo,
để cảnh báo cho bà biết. Mà bà thay đổi được một cái là gì? Nghiệp nó tan, nó tiêu. Vừa thay đổi không sát nghiệp nữa mà phát tâm sửa lỗi hướng thiện, thương người thương vật, niệm Quan Âm Bồ Tát, trì thần chú, đại bi, niệm Phật, là nó sẽ thay đổi. Thay đổi cấp kỳ nhanh luôn. Thôi, thời gian giờ đây, sáng hôm nay chúng tôi chia sẻ với đại chúng đến đây thôi. Lâu lâu thỉnh thoảng thì chúng tôi mới nói chuyện vào buổi sáng sau khi ăn cơm như vậy. Vất vả lắm. Vất vả lắm á. Cho nên đại chúng nên hết sức thận trọng, đừng có thờ ơ. Giờ đây đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.